5 điều thú vị về chó Phốc Hiêu. 1. Chó Phốc Hiêu vốn là loài chó bắt chuột. Chó Phốc Hiêu thần chủng ra đời vốn nhờ vào nhu cầu săn bắt chuột trong các trang trại. Với cơ thể nhỏ bé nhưng lanh lẹ, giống chó này vốn được nuôi trong các trang trại để săn bắt các loài động vật nhỏ hay phá hoại. 2. Kích thước nhỏ nhưng sở hữu thể hình chuẩn. Chó Phốc Hiêu thần chủng sở hữu hình thể cực kỳ chuẩn, ngực nở, bụng thắt, cơ bắp phát triển, tứ chi rắn chắc. Phốc Hiêu vẫn giữ dáng dấp của loài chó săn. Nhiều người thường nhầm lẫn chó Phốc Hiêu với Doberman do ngoại hình tương đối giống nhau, nhưng Doberman to lớn hơn, có phần hung dữ, nguy hiểm hơn Phốc Hiêu. 3. Chó Phốc Hiêu thần chủng sống thọ 10 đến 15 năm. Hầu như những loài có kích thước nhỏ bé thường sở hữu tuổi đời thuộc dạng vô địch, là giống chó khỏe mạnh, chúng hầu như không mắc phải bệnh gì, hoặc nếu có thì cũng phục hồi nhanh. 4. Nhỏ mà có võ, sẵn sàng chiến đấu với các loài to hơn. Tập tính của Phốc Hiêu là bảo vệ, đức tính của chúng là dũng cảm thiện chiến. Đừng quên, chúng cũng thuộc loài chó săn đấy. 5. Một trong các giống chó thông minh nhất thế giới. Theo danh sách thống kê top 100 những loài chó thông minh nhất thế giới thì chó Phốc thuộc top 37 trong bảng xếp hạng. Chúng có thể hiểu và thực hiện đúng 7% bài huấn luyện hoặc một lệnh mới của chủ nhân sau 15 đến 25 lần lặp lại.